Tại sao có sự hình thành các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất? Mỗi khi nghe đến Abu Dhabi hay Dubai, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến những công trình điên rồ, những tòa nhà trọc trời cao nhất thế giới, những hòn đảo nhân tạo, những khách sạn xa xỉ bậc nhất, trung tâm kinh tế toàn cầu, hay thậm chí có đôi lần lầm tưởng đây là những quốc gia riêng biệt. Nhưng cả Dubai hay Abu Dhabi chỉ là hai tiểu vương quốc, cùng với 5 tiểu vương quốc khác thuộc một quốc gia thống nhất, đó là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Vậy tại sao lại có sự hình thành các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất? Sự có mặt của con người tại khu vực UAE ngày nay thời cổ đại được cho là bắt nguồn từ quá trình di cư của những người từ châu Phi cách đây khoảng 100.000 năm trước công nguyên. Thông qua các vết tích chứng cứ được khai quật, những thời kỳ tiếp theo là sự xuất hiện của nhiều bộ lạc du mục của người Ả Rập trên sa mạc định cư lâu dài ở vùng ven bờ biển lẫn trong nội địa. Các nhóm này thường xuyên xung đột với nhau và lập ra các khu dân cư, hình thành các nhóm bộ lạc có danh xưng. Đến thế kỷ 16, các cảng tại Vịnh Ba Tư và bộ phận cư dân tại khu vực nằm dưới sự ảnh hưởng trực tiếp của đế quốc Ottoman. Trong khi đó, các lực lượng thực dân Bồ Đào Nha, Anh và Hà Lan cũng xuất hiện tại vùng vịnh. Sau nhiều thập kỷ xung đột liên miên trên biển với các cường quốc, các bộ lạc khu vực đã chấp nhận đình chiến với việc ký kết hiệp ước hòa bình hàng hải vĩnh viễn với đế quốc Anh và được phê chuẩn vào giữa và cuối thế kỷ 19. Hiệp ước này được ký kết bởi các quân chủ của Abu Dhabi, Dubai, Sharia, Ajman, Ras Al Khama và Al Quwain. Qua đó chính thức thành lập các quốc gia đình chiến dưới sự bảo hộ của Hoàng gia Anh. Đến năm 1966, chính phủ Anh không còn đủ khả năng cai quản và bảo hộ khu vực, nay là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Và rồi các tiểu vương quốc nỗ lực hình thành nên một liên minh gồm có các tiểu vương quốc Ả Rập. Đến khi hiệp ước các tiểu vương quốc đình chiến thuộc Anh mãn hạn vào cuối năm 1971, họ trở thành các quốc gia độc lập hoàn toàn. Các quân chủ của Abu Dhabi và Dubai tuyên bố hình thành một liên minh giữa hai tiểu vương quốc, chuẩn bị một hiến pháp, sau đó kêu gọi quân chủ của 5 tiểu vương quốc khác vào họp và trao cho cơ hội gia nhập. Cùng năm 1971, 4 tiểu vương quốc khác đồng ý tham gia một liên minh gọi là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Một năm sau đó, tiểu vương quốc Ras Al Khaimah tham gia liên minh, hình thành nên 7 tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất ngày nay, bao gồm Abu Dhabi cũng là thủ đô, Ajman, Dubai đây là thành phố lớn nhất, Ujara, Ras Al Khama, Sharia và Al Quwain. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất gọi tắt là UAE, theo tên tiếng Anh là United Arab Emirates, là quốc gia Tây Á nằm về phía đông nam của bán đảo Ả Rập trên vịnh Ba Tư, giáp với Ả Rập Xê Út, đồng thời có biên giới trên biển với Qatar và Iran. Hồi giáo và tiếng Ả Rập là tôn giáo và cũng là ngôn ngữ chính thức ở UAE ngày nay. Dự trữ dầu mỏ của UAE được dự tính lớn thứ 7 trên thế giới, trong khi dự trữ khí đốt tự nhiên được ước tính lớn thứ 17 toàn cầu. Các cải cách thành công đưa nền kinh tế của UAE trở nên đa dạng và bền vững nhất trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, với thành phố đông dân nhất Dubai là một thành phố toàn cầu, trung tâm thương mại hàng không và hàng hải quan trọng trong quy mô quốc tế. Đất nước ít phụ thuộc hơn vào tài nguyên thiên nhiên so với những năm trước, đồng thời phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, du lịch, thương mại, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và kinh doanh. Chính phủ UAE là một trong số ít chính phủ không đánh thuế thu nhập cá nhân, mặc dù họ vẫn có vận hành xây dựng một hệ thống chuyên chế để thu thuế doanh nghiệp cùng thuế giá trị gia tăng riêng. Ban hành vào năm 2018, UAE sở hữu một nền kinh tế với thu nhập rất cao, là một trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới, với thu nhập bình quân đầu người luôn được xếp vào nhóm dẫn đầu. Chỉ số phát triển con người đạt mức rất cao. Hiện dân số UAE được tính gần 10 triệu người, trong đó có hơn 80% là người nhập tịch hoặc ngoại kiều. Nếu hữu ích, đừng quên like và chia sẻ hoặc góp ý trong bình luận để những video sau hữu ích hơn.